Thưa quý vị, đối với chị em phụ nữ, ai cũng mong muốn có một làn da trắng sáng mịn màng. Tuy nhiên, vì một số lý do như thời gian, tuổi tác hay những tác động bên ngoài đã ảnh hưởng không nhỏ gây ra lão hóa da. Vậy làm thế nào để lưu giữ nét thanh xuân cho làn da? Câu trả lời sẽ có trong phóng sự ngay sau đây. Chị Ngọc năm nay 38 tuổi là một người phụ nữ đã trải qua 3 lần sinh nở, cơ thể thay đổi nội tiết tố rất nhiều. Cùng với việc tuổi tác đã cao, thường xuyên thức khuya chăm con, nên khi sinh xong bé thứ ba thì da mặt chị xuống cấp trầm trọng, trán và khóe mắt xuất hiện các nếp nhăn, chưa kể da còn bị nám, sạm, không đều màu. Giai đoạn lúc mình sinh con thứ ba xong, da mình xuất hiện rất nhiều nếp, nhiều cái xám nạm, thậm chí là đồi mồi. Mình soi gương mình cảm thấy cười rất là nhăn, rồi cảm thấy già đi hàng chục tuổi ấy. Mình mất tự tin, mình cảm thấy sợ chết và cũng chưa tìm được cái giải pháp nào cho cái da của mình. Qua tìm hiểu thì mình biết đến bộ sản phẩm Dakami và đã quyết định sử dụng kem thẩm thấu nhanh, không gây bết dính và mùi hương rất là dễ chịu. Sản phẩm làm từ các thành phần tự nhiên, đặc biệt có hoạt chất thông Nhật Bản, mình rất là yên tâm sử dụng. Trước đây thì mình dùng hộp kem màu xanh, nay nhãn hàng đã ra thêm sản phẩm mới, kem ngày, kem đêm, serum và toner. Qua thời gian sử dụng 3 tuần thì mình cảm thấy là làn da mình cải thiện rất là nhiều. Vết thâm sạm thì mờ đi, nếp nhăn giảm hẳn, làn da trở nên căng bóng và giúp mình rất tự tin cho cuộc sống. Dakami là thương hiệu mỹ phẩm làm đẹp uy tín, luôn đi đầu trong việc sản xuất các dòng sản phẩm chăm sóc sắc đẹp và bảo vệ làn da an toàn, hiệu quả. Với nhà máy xây dựng đạt chuẩn GMP cùng trang thiết bị hiện đại, mọi quá trình sản xuất và quản lý thực hiện theo mô hình khép kín, tự động. Ngoài ra, các nguồn nguyên liệu như lô hội, tảo biển, cúc La Mã, đặc biệt là thông Nhật Bản cũng được chọn lọc kỹ lưỡng. Sản phẩm Dakami là sự kết hợp hoàn hảo từ công nghệ hàng đầu của Hàn Quốc với các thành phần hoàn toàn thiên nhiên, phù hợp với cơ địa, làn da của phụ nữ Việt. Theo tôi được biết thì cái Dakami này là một bộ sản phẩm chống lão hóa da cho chị em phụ nữ sau sinh khá là hiệu quả. Bởi vì sao? Cái thành phần của nó thì nó chứa các thành phần thiên nhiên. Đấy chính là vitamin E này, B3, B5. Đấy, hoặc là cái thành phần lô hội mật ong nó khá là lành tính và cái tình trạng kích ứng hầu như nó rất là thấp. Đấy, mà đấy cũng là cái vấn đề mà lo lắng của rất nhiều chị em phụ nữ khi dùng bộ sản phẩm chăm sóc da. Đấy, và cái đặc biệt là cái thành phần phytoxit trong cái thông Nhật Bản trong cái bộ sản phẩm Dakami này ấy, đấy cũng là một cái đặc điểm khá là vượt trội. Bởi vì sao? Nó đánh vào cái quá trình chống lão hóa rất là tốt. Sở hữu những công dụng vượt trội giúp ngăn ngừa lão hóa, mỹ phẩm Dakami hiện đang được giới chuyên gia đánh giá cao và trở thành một trong những sản phẩm chăm sóc sắc đẹp chiếm được lòng tin của người tiêu dùng. Đã có rất nhiều khách hàng tin tưởng và sử dụng sản phẩm, trong đó có cả những nghệ sĩ nổi tiếng đã sử dụng và có phản hồi rất tốt. Sau khi tìm hiểu, sau khi cũng phải mày mò, cũng phải quan sát rồi nghe ý kiến mọi người, rồi tham khảo ý kiến này kia, thì mình đã tìm đến Dakami. Sau một khoảng thời gian không dài đâu, mình dùng thì mình thấy là nó có những cái thay đổi rất là rõ rệt ở làn da. Ví dụ như da bắt đầu sáng hơn. Và trong đó có một thành phần mà mình thấy rất hay, đó là có cái thông Nhật Bản. Nó là một cái thành phần mà giúp cho da nó săn chắc, nó tươi và các cái cơ da ấy, nó được căng lên rất là nhiều. Và đặc biệt là những cái vết nám, đồi mồi thì nó sẽ được đỡ đi. Thì đấy là những hiệu quả của những cái thành phần chiết xuất này. Có thể nói, Dakami là một giải pháp tối ưu, giúp làn da luôn có độ căng bóng, trẻ trung, xóa mờ đi những dấu hiệu lão hóa, góp phần lưu giữ nét thanh xuân cho làn da. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video, các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.